Diễm Phạm, quản lý nắm giữ toàn bộ số tiền ca xê của Phi Nhung là ai? Quản lý Diễm Phạm chính là người cực kỳ thân thiết với ca sĩ Phi Nhung lúc chỉ còn sống. Người này còn được con gái nuôi nữ ca sĩ gọi là cha. Suốt thời gian, ca sĩ Phi Nhung điều trị COVID-19, Diễm Phạm, quản lý của ca sĩ Phi Nhung đã rất kín tiếng. Người này im lặng trước mọi tin đồn để tập trung cho ca sĩ Phi Nhung. Khi ca sĩ Phi Nhung rời cõi tạm, Diễm Phạm mới lên tiếng. Cách đây ít giờ, diễm phạm ngậm ngùi nói lời yêu thương đến nữ ca sĩ an yên nơi đó nha mẹ nhung tất cả những cống hiến thầm lặng của mẹ nhung cho nền nghệ thuật nước nhà và quốc tế đều đã được ghi nhận xứng đáng khán giả không chỉ biết đến một phi nhung ca sĩ mà còn biết đến một phi nhung diễn viên tài hoa nữa sẽ luôn trong tim mọi người phi nhung và diễm phạm rất thân thiết bên nhau trong cuộc sống được biết lúc sinh thời ca sĩ phi nhung có mối quan hệ rất thân thiết với người quản lý diễm phạm Người này đã gắn bó với Phi Nhung khoảng gần 10 năm và được giọng ca bông điên điển tin tưởng giao hết mọi việc lớn nhỏ. Diễm Phạm cũng được đánh giá là người có trình độ làm việc chuyên nghiệp, ứng xử khéo léo. Dù là người đại diễn cho ca sĩ nổi tiếng nhưng Diễm Phạm lại cực kỳ kín tiếng trong đời tư và hầu như không chia sẻ gì nhiều lên mạng xã hội. Lần hiếm hoi cô xuất hiện trên truyền thông là vào năm 2017 khi công khai việc Phi Nhung có con riêng. Thời điểm ấy, Diễm Phạm tiết lộ chuyện nuôi dạy con gái của Phi Nhung điều tôi phục nhất ở nhung là sự giáo dục con cái rất nghiêm khắc nhưng lại đầy ấm áp và yêu thương dù xa cách nhau nhưng có việc gì wendy cũng đều hỏi ý kiến mẹ tôi nhớ có lần cô bé muốn nhuộm tóc và hỏi ý kiến mẹ mẹ đồng ý thì mới nhuộm nói như thế để thấy rằng sống ở một đất nước tự do phóng khoáng như ở mỹ phải được nuôi dạy thế nào thì đứa trẻ mới có thể tâm sự và gần gũi với mẹ như vậy diễu phạm và con gái phi nhung không chỉ quan hệ thân thiết và hiểu con gái phi nhung Diễm Phạm cũng rất thân thiết với các con nuôi của cô. Quản lý Diễm Phạm từng chia sẻ một vài viết nhắc nhở các con nuôi yêu thương giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Nguyên văn, người quản lý này viết, xem lại live show kỷ niệm 50 năm của mẹ Giao Linh. Mẹ Phi Nhung luôn dạy tụi con phải biết yêu thương giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Cảm ơn hai con Phạm Tuyết Nhung và Phạm Thiên Ngân đã chịu nhiều thiệt thòi trong thời gian đầu em Hồ Văn Cường mới về nhà. Luôn giữ mãi tình cảm này nha các con và vững tin vào những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Sau dòng viết này, con nuôi của ca sĩ Thuyết Nhung và Thiêng Ngân cũng đáp lại tình cảm của Diễm Phạm. Cả hai đều để lại bình luận xưng con gọi cha cực kỳ tình cảm. Trên Facebook của mình, Diễm Phạm thường chia sẻ những hình ảnh đẹp của Phi Nhung. Còn nữ ca sĩ Phi Nhung, lúc sinh thời, trên trang cá nhân cũng nhiều lần chia sẻ hình ảnh thân thiết bên quản lý. Điều này một lần nữa chứng minh mối quan hệ giữa Phi Nhung, quản lý Diễm Phạm và các con cực kỳ thân thiết. Mối quan hệ thân thiết ấy còn được thể hiện qua việc Phi Nhung tin tưởng giao toàn bộ số tiền cắt xê của mình và của con nuôi cho Diễm Phạm giữ. Thông tin này đã từng gây xôn xao dư luận khi vướng đến scandal nuôi dạy sao nhí Hồ Văn Cường. Trước chuyện này, Diễm Phạm từng trả lời tiền phong, giữa chúng tôi và Cường không phải mối quan hệ giữa bầu sâu và ca sĩ mà là người thân, gia đình. Chị Nhung nuôi nấng, lo lắng việc học hành cho Cường. Còn tôi và mọi người trong công ty mỗi người một tay, giúp chị ấy. Chúng tôi đều từ tâm thiện nguyện giúp chị nhung mà thôi không có gì sai trái ở đây phi nhung qua đời để lại nỗi buồn đau trong lòng diễm phạm chính tình cảm sâu đậm ấy phi nhung và diễm phạm cực kỳ thân thiết bên nhau khi nữ ca sĩ gốc gia lai qua đời diễm phạm nghẹn lòng viết phi nhung đã nghỉ ngơi rồi dù ngắn gọn nhưng ai cũng hiểu diễm phạm vô cùng buồn và thương đau khi phải nói lời chia tay tri chi kỷ của mình các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé